Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng các tính năng của chiếc tai nghe liên minh Apollo 366 một cách thật chi tiết nhất nhé. Cùng trải nghiệm thế nào? Ok, cứ thôi, đặt ngay một em tai nghe gaming Apollo 366 về để trải nghiệm cho anh em xem chức năng có hay như thế nào. Không hiểu sao chốt này đóng hàng thì chắc chắn mà lại còn xịt nước hoa thơm thế không biết được. Và khi các bạn mua hàng, các bạn sẽ nhận được một que chọc sim cộng một thẻ bảo hành và một bao tay chơi game. Shop rất là chu đáo khi cho chúng ta một giấy hướng dẫn sử dụng. Em tai nghe của chúng ta nguyên đai tuyên kiện, bọc siêu đã hết cả tay. Và đây là em tai nghe gaming Apollo 366 của chúng ta, đi kèm với chiếc tai nghe bao gồm một đốc sạc và một cáp sạc nhanh Type-C cộng một quần hướng dẫn sử dụng. Cái đầu tiên mình phải nói tới là tai nghe kết nối Bluetooth 5.0, kết nối nhanh chóng, các bạn chỉ cần ấn vào là đã kết nối rồi. Tính năng thứ hai đó chính là định vị đổi tên, các bạn vào phần cài đặt, ấn vào tên và đổi tên theo tùy ý thích của chúng ta nhé. Còn mình sẽ đổi tên thành Apollo 366 của Tú nha. Và đây là một tính năng sẽ giúp chúng ta nhận dạng khi đã có quá nhiều thiết bị giống nhau được kết nối ở trong máy của các bạn nhé. Và tiếp theo là các thao tác cảm ứng, các bạn sẽ gõ một chạm trên bề mặt tai nghe để dừng phát nhạc và cũng như là gọi điện thoại luôn, hai chạm để nách bài lùi bài và tai nào cũng thể thực hiện được nhé, ba chạm để nghe nhận cuộc gọi gần nhất. Và tiếp theo các bạn sẽ gõ 4 lần để đổi chế độ music, sẽ nói là music mode, và giữ tai nghe trong vòng 4 giây để đổi vào chế độ gọi Siri và tắt Siri lên nhé. Và tiếp theo các bạn gõ 4 chạm nữa sẽ đổi sang chế độ gaming, nó sẽ nói là gaming mode, độ trễ gần như không có, lọc các âm thanh có âm vòng sống động và sắc nét, độ trễ thì cực kỳ thấp, các bạn cùng nghe tiếng súng nhé. Và đặc biệt tai nghe kháng nước IPX5, khỏi lo bị dính nước nhé. Nghe nhạc thì âm phát khá là hay và êm. Thì vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn anh em chi tiết các tính năng của chiếc tai nghe Apollo 366 này rồi nhá. Thì nhân tiện đây mình cũng có để một đường link sản phẩm ở dưới phần bình luận. Anh em nào mà muốn sở hữu chiếc tai nghe gaming Apollo 366 này về trải nghiệm thì em kích vào đấy là ra. Tú truyền đạt chi tiết.